Truyền thông phòng khám cha tự yêu thương cho không nhờ các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024, thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, kể từ khi thực hiện theo di nguyện của cố linh mục cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân ung thư từ khắp nơi trên đất nước đến đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư. Niềm tin vào phương pháp chữa trị dựa trên 7 chữ vàng ăn cây cỏ buông bỏ cho không ngày càng lan rộng, mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Bên cạnh sự tin tưởng của bệnh nhân ung thư, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay góp sức hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các bệnh nhân ung thư, giúp họ dời bớt gánh nặng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám. Sự kết nối yêu thương giữa các thầy thuốc tại phòng khám cha tự yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và bệnh nhân ung thư là một điểm nổi bật. Các thầy thuốc luôn dành thời gian động viên tinh thần, chia sẻ và hỗ trợ bệnh nhân ung thư vượt qua những khó khăn trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám. Nhờ sự quan tâm và động viên này, nhiều bệnh nhân ung thư đã có thêm niềm tin và nghị lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự chung tay góp sức của cộng đồng. Nhờ hoạt động theo di nguyện của cố linh mục cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, phòng khám đã mang đến hy vọng và niềm tin cho nhiều bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Xin trân trọng. Trước tiên là tôi xin cảm ơn phòng khám của cha Tường. Tôi là người ở tên là Phêrô Đàng Ông, ở giáo xứ Vân Hòa, địa phận Huế, đã đến đây được 3 tháng. Nhờ phòng điều trị của cha và các thầy đã điều trị tận tình và giúp đỡ cho bản thân tôi đã hết bệnh, và cuối tháng là 30 này để cho tôi trở về với gia đình, với cộng đồng và địa phương. Không có gì khi được là trước tiên là chùa mẹ và cha Pedro Nguyễn Văn Tường cũng giống như các thầy đã giúp đỡ tận tình và giúp đỡ cho bản thân tôi là người đã hết bệnh. Và để cuối tháng này tôi được trở về quê hương, tôi xin thay mặt gia đình cũng như bản thân xin cảm ơn phòng khám yêu thương của cha và các thầy các cô đã tận tình giúp đỡ. Qua đây tôi cũng xin trình bày, tức là sau khi lao động tôi là người rất khỏe mạnh và lao động bình thường, thì trong bước qua là năm mới này thì tôi vẫn đi lao động bình thường thôi, không có gì xảy ra. Thì tôi cảm thấy trong người tôi khó chịu và đau giữa giữa này là một cái đường, vậy thì tôi đi khám lên bệnh viện Huế, Trung ương Huế để khám. Thì tôi nghĩ rằng không phải bệnh đơn giản thôi, vậy tôi về tôi mua thuốc Tây, về mua thuốc Nam để uống. Thì trong thuốc Nam là cũng bị lừa, mất hết mấy triệu bạc. Vậy thì tôi về tôi uống, uống cảm thấy 10 ngày sau tôi thấy không được, mà tôi phải đi. Để mà tôi đi theo tuyến của bảo hiểm y tế, vì tôi là có được tiêu chuẩn của bộ đội là giấy bảo hiểm y tế là được hưởng 100%. Vậy thì tôi khám một đằng mà tôi đi một ngã, sau đó họ cũng chuyển về của cái nơi chính của tôi khám, và tôi đã điều trị qua đó họ khám tôi là bị ung thư thực quản giai đoạn 3, và tôi đã điều trị trì xạ 28 mũi tại bệnh viện Trung ương Huế. Rồi xong đó rồi tôi về nhà thì có vú bò ở đầu của tôi là công giáo người bên Mỹ, và cộng đồng tôi cũng đã biết ở nơi đây rồi, cho nên tôi tiếp tục vào đây để xạ trị và uống thuốc ở phòng khám này.
khi đó ngày hôm nay mà hết được. Xin chân thành cảm ơn. Cái bệnh của chú là bệnh gì vậy? Ung thư thực quản. Khi tôi đến đây để mà điều trị bệnh thì tôi qua đây tôi thấy mấy thầy rất vui vẻ và rất chân thành cảm ơn, đúng là một phòng là điều trị là cho không rất nhiệt tình, và kể cả các thầy cô cũng giống như người cho thuốc bày vẽ từng lý tí, và cũng đáng là phòng điều trị này của cha để lại đối với người công giáo rất có cái tình nghĩa giống như Chúa đã dạy. Thì khi vào đây chữa bệnh thì mỗi một cá nhân phải chấp hành luật lệ của phòng điều trị của các thầy, cũng giống như bảo vệ hoặc là thầy để khám hàng ngày hoặc là người cho thuốc thì nên chấp hành, mà ta nên giữ đúng theo quy cách của thầy, của cha Phêrô để lại thì người đó sẽ mau lành bệnh, còn nếu không chấp hành thì không bao giờ lành bệnh. Thì theo như của phòng khám thì cá nhân tôi, nếu ai mà những người bệnh như tôi thì những bệnh ung thư thì tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều, còn cái việc đó họ đi hay không đi là quyền họ, vì ở giữa này chẳng hạn chúng ta gia đình tôi, em con nhà chủ bạc ruột của tôi cũng đang bị bệnh, nhưng tôi giới thiệu nó có là chưa nghĩ đến, nó nghĩ một cách rất khác, lật bị nghĩ lật lạc trong cái cuộc sống giữa cái tôn giáo cho họ, nó nghĩ bị lật đi, ở đấy người ta cho không. Chứ không phải chữ không phải là người ta để truyền đạo, mà ta chỉ có cho không trị bệnh với người đời, với xã hội, chứ không phải là ở đây là không phải là ta truyền giáo. Đó là nhiều người bị nghĩ bị lịch vì họ không nghĩ là cái tôn giáo, cái tôn giáo nào cũng là đạo hữu thôi, người lành ta làm những việc lành cho ta, không phải làm việc tầm bậy mà bị nghĩ bị lịch đó là tôi. Còn tôi về gặp người nào thì tôi xin giới thiệu là tôi đã biết là số điện thoại và trong điện thoại của tôi đã có tất cả của phòng yêu thương ở đây hết rồi. Xin chân thành cảm ơn. Nên khuyến cáo họ thế nào chú? Khuyến cáo họ, những người bệnh á, khuyến cáo họ sẽ đến đây để chữa, vì ai muốn lành bệnh thì đến đây để mà chữa trị. Là đây là phòng yêu thương, phòng khám yêu thương là của cha Phêrô yêu thương là cho không An Hạc Dũng. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng
con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Như
giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống lênh đênh trên chiếc thuyền mộng manh, có bao giờ con thấy truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy,
nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào